Phòng Nông nghiệp huyện Lâm Hà cho biết nhờ hiệu quả kinh tế cao, đầu ra khá thuận lợi. Từ đầu năm đến nay, nông dân địa phương đã tích cực phát triển các diện tích trồng rau đậu, thực phẩm lên gần 2.500 ha. Trong số đó, diện tích các loại rau màu chiếm đa số với hơn 2.300 ha. Diện tích thu hoạch 10 tháng năm 2023 ước đạt gần 2.000 ha. Sản lượng ước đạt gần 45.000 tấn, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Cây đậu thực phẩm trồng được hơn 100 ha, năng suất ước đạt 11 tạ một ha, sản lượng khoảng 82 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ. Hầu hết các diện tích trồng rau và các loại đậu thực phẩm ở huyện Lâm Hà đều được nông dân đầu tư sản xuất theo hướng công nghệ cao. Nhờ đó, năng suất và chất lượng nông sản đầu ra ngày càng đảm bảo, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. So với cà phê, lúa mùa vụ và một số cây trồng khác ở địa phương, việc trồng rau đậu thực phẩm không chỉ giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn mà còn giúp nông dân quay vòng nguồn vốn tốt hơn. Ngành nông nghiệp huyện Lâm Hà đang khuyến khích và tạo điều kiện để nông dân phát triển sản xuất rau đậu thực phẩm theo hướng liên kết, từ đó tạo tính bền vững, ổn định trong sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.